Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cờ lem 500 tóc cần có hiệu ở Lim này các bạn. Từ dán solanium.io các bạn. Thì hiện tại con này nó có chương trình để góp cho các bạn cờ lem này. Và nó trong chương trình bán hàng free sale với giá các bạn mua là 0.01 BNB các bạn. BNB Smart Chain PET20 bằng 25.000 tóc cần ít Lim này các bạn. Thì dự án này còn 15 ngày nó sẽ lên sàn Bankia Swap các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click copy với phần link mô tả với video mình nha bạn. Thì các bạn chọn vào mục đáp nè các bạn. Rồi các bạn dán cái trình duyệt vào vào trình duyệt đáp nha bạn. Bạn gỡ nè. Thì những dán thế này khá là tiềm năng đó các bạn. Rồi các bạn trên đây các bạn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Trong này các bạn lưu ý nha các bạn. Rồi nha các bạn bấm vào một claim airdrop nè. Rồi các bạn chờ nên chút xíu, các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.0005 BNB khoảng 0.3 đô bạn, rất là rẻ luôn các bạn. Còn bạn bấm chấp thuận nữa các bạn. Lưu ý tất cả các bạn nên claim trên ví chúc wallet hoặc là Saviban các bạn. Có nhiều bạn claim trên MetaMask không về các bạn. Các bạn bắt up 12 chuỗi bộ mặt trên với MetaMask các bạn sang chúc wallet nha các bạn. Thì tất cả các bạn mình đã claim về được 500 token này các bạn. Xlim nè. Thì tổng cung của con này rất là thấp luôn các bạn. Có 1 triệu, có 1 tỷ tóc cần các bạn. Khá là thấp luôn. Những dáng mà cho Clambery mà tổng cung như vậy là khá là ngon đó các bạn. Và các bạn copy con chắc của nó nè. Sau 15 ngày nữa các bạn bắt con chắc nó vào sàn Bankia Swap chờ tăng giá các bạn sáng các bạn. Những dáng rồi các bạn dán con chắc nó vào nè. Đây. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Cho cái máy của mình nó rồi các bạn bấm vào ba cho bên cùng nữa các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi, hiện tại nó chưa có ấy thì các bạn tự thêm đồng tiền mã hóa vào các bạn. Các bạn dán đi chi hợp đồng đó nè. Tên thằng này mình coi tên gì các bạn. Tôi cần Solanium. Đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy liên kết sao không? Solanium nữa các bạn. Ký hiệu là Lim nè. Add Lim chứ. Tiếp tục thì số thập phân này các bạn. Số thập phân là mấy ta phân phân các bạn. Số thập phân là 2. Các bạn ghi đổi 2 các bạn. Các bạn để mình sorry các bạn để mình chỉnh số viết chữ dưới qua cho nó đẹp cái ví này. Rồi các bạn bấm một làm xong các bạn. Sau khi các bạn làm xong thì các bạn bắt up lên địa chỉ ví cho các bạn. Thì các bạn lướt xuống đây các bạn tìm các bạn. Rồi mình đã nhận được 500 tốc cần Xlim này bạn. Mình nhớ dự án Solarium này nó có chạy trên nền tảng Solana nữa mà trước kia mình không có làm các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain của mình lại nè các bạn. Các bạn mở trình duyệt tab cho nó. Các bạn dán vào trình duyệt này nè các bạn. Mở liên dán lại nè. Các bạn cần tiền ghép thêm nữa tất cả các bạn. Rồi các bạn dán địa chỉ IPS BNB Smart Chain PET20 của mình vào đây nè các bạn. Thì các bạn bấm vào get link nè các bạn. Tiếp tục các bạn copy link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè những cái thằng để kiếm thêm tóc cần các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 500 tóc cần Xlim tới đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.